Ui giòn nhỉ. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đa Bảo TV. Mọi người biết con này là con gì không? Con lợn nhựa. À, lợn nhựa lợn thật. Anh em mình hôm nay thì ăn mừng một cái con pig ấy. Một cái ngày rất là đặc biệt, một thứ rất là đặc biệt, đó là quán sữa của anh em mình rất là khá là ok, nói chung chắc là thành công rồi bạn ạ, thành công rồi. Sữa. Khá là suôn sẻ nên anh em mình sẽ tự thưởng cho mình một con lợn này. Đấy. Sữa tao mau đấy. Đấy. À mà nhưng mà à tí nữa anh em mình dẫn các bạn xuống quán anh em mình chơi không? Ừ. Rồi, anh em mình đi cọ luôn. Ở dưới à gì nhỉ? À anh em mình sẽ thưởng thức con này thế nào bây giờ đây? Rất là căng này. À, bây giờ tao bảo ăn không kéo không cho được. Em trên cái tay. Không được. Bây giờ tao mày chơi một trò chơi. Hôm qua tao vừa tải một cái trò chơi âm nhạc. Ngon đấy. Kinh điển. Ngon thì mới bây giờ chơi nó phần thưởng nó mới hấp dẫn. Nóng bỏng luôn. Tao cũng vừa tải một trò chơi siêu kinh điển luôn. Đây này. Đâu, bây giờ tao em chơi với. Rồi nha. Ngồi đi thế nhỉ. Đây. Vào đây. Đó. Game gì đấy? Trò chơi âm nhạc đôn beat. Này. Đôn beat á? Ừ. Ăn không? Không, bây giờ ăn không thì không ăn đi đã không thì chơi. Không, bây giờ phải chơi. Bây giờ tao mày mỗi thằng chơi này mà được trên 50% sẽ được ăn thịt lợn. Nhớ đấy. À. Ừ. Mà trên 50% được. Bây giờ dưới thì bị phạt nữa cơ. Đấy. Dưới bị đánh đâu? Chưa. Được. À đây. Bây giờ dưới 50% mày mà chơi dưới là tao gõ đầu mày một cái, được không? Dưới, nếu mà dưới 50% thì bắt đầu như này á. Tao đập chết chứ. Đây, im, bắt đầu chơi nhá. Ui, lại được nhận 30 kim cương. Ok. Bắt đầu tao chơi trước hay mày chơi trước? Anh chỉ chơi. Ok. Ai em. Có tí nhạc. Em. Ờ đấy, tao mày chơi trước. Chơi như nào? Đấy, chỉ kích, đấy nó tiến đấy. Kích sang trái, kích sang phải thôi. Ấn. Ờ đấy, nhấn. Đấy. Ấn. Rất là hay, trò này rất là hay. Đấy. Nhưng mà cũng không đơn giản lắm đâu nhé. Ai quái bên nhỉ? Vui đấy. Tao chơi âm nhạc mà. Tăng, tăng, tăng. Chơi mãi. Tăng, 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 tăng 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 tăng. À được. Tăng 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 tăng. Chơi lần đầu mà hai cái mày lại lấy mượn máy tao chơi trộm rồi. Trời ơi, đã chơi bao giờ đâu. Đúng phá. Nhưng mà nó nghe tiếng nhạc chơi xuống mà. À. Tăng 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 tăng. À mày sao làm? Ôi 26%. Ra đây. Nào phải thoát ra này đó đi, không còn nó cộng phần trăm. Không, chả thoát à. Đây, thoát lại nhá. Đấy, bắt đầu phát nhá. À, mua thêm con đấy để chơi. Con gì? À, không phải mua mà có con mấy cái hình đây. Trang bị con này đi. À, được trang bị rồi. Để phát trang bị con này. Chút sáng. Đó, đó là phải trang bị con này. Đấy. Con Jojo nè. Rồi. Ok. Nào cháy. Đây nhìn đại ca mà chơi này. Đấy. Con này con ma. Mày 26% nhá. Chị. Chị đi. Chẳng đi tao đi. Ây. Quên không để ý. Ây. 6%. Yeah. Ây. Ảo rồi. Yeah. Ây không phải. Tao chọn bài khó. Tao chọn phần à. Rồi chấp nhận. Đây. 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 Không. Mày điên à? Anh to, em nhỏ hơn anh, em phải được chơi cái này chứ. Mày điên à? Không biết. Không. Chơi là chơi đã thỏa thuận cái này rồi. Em nhỏ hơn anh em phải được chơi chứ, anh to ấy. Đập nhẹ. Ừ. Ây. Thắng cái gì? Làm gì đâu được thắng? 50% mới được ăn, nhưng mà 50% đã ăn là phải ăn to luôn. Táng luôn một mảng đùi luôn. Nếu mà hôm nay sẵn sàng là phải chia
Đấy, chuẩn bị sẵn hai cái mâm cho mình, cái mâm bé này, ta mâm to này, chuẩn bị tao thắng tao được. Được. Mày đã chọn nhầm. Nhầm mà mày. Mày chọn chọn em nhầm chiến mà xem. Đây. Để chi em thắng anh. Ba tư phần trăm mà. Đợi đấy. Con muỗi nó đâu này? Tự đập đó. Tự đập á? Tiếng ơi. Ôi trời, phải cố chơi chứ không. Ăn phát đấy là chết. Cho em ăn cái đuôi trước cho. Nào không. Đây im. Nó giòn tiềm đấy. Thần kinh thiếp. Go. Này không chơi bẩn nhá, chơi bẩn tao chơi lại đấy. Meow. Cộng 1%. Đó này ai ạ? Này. Tao chơi lại đấy, chơi bẩn tao chơi lại đấy, còn chơi nó được ăn đâu. Mày cứ đợi đấy. Ôi ôi. Này. Chơi bẩn là tao chơi lại đấy, tao không biết đâu. Ôi ôi. Này. Ăn nhanh rồi đấy. Chết. Con chó. Tao đã vào trong kéo. Hả? Kéo em nhé. Nhưng hãy em muốn gói vào trong cơ. Làm. Ây. Nào từ đây, nghe đây. Con chó này. Đây. Úi giời. À, sao? Điều gì em thắng anh? Bây giờ chơi tính phần trăm thắng không? Chơi không? Không. Tính phần trăm thắng. Chơi. Ờ. Không loạn à? À, sao lại vào trong? Đưa một cái đuôi. Dê dê dê. Ôi dê, ôi dê, ôi dê. Dê dê. Dê xẻo chứ. Anh xẻo cho em quanh người em. Em quanh vùng anh xẻo cho em. Quanh vùng á? Một cái đuôi này. Bao tay, bao tay nó đẳng hoàng. Đâu? Đùi trước nha. Đùi sau. Ê, thắng rồi, là được một đùi. Ai, giờ lại phải vật nó ra mà. Ui dồi ôi. Mọi người thấy nó giòn chưa? Quê tôi rồi. Chân trâu mà. Wow. Chân trâu mà. Chân trâu à? Đây nhá. Ui. Mông của em ơi. Ui à. Ai cho anh ăn lấy? Ta thử một tí. Ui. Bỏng quá, bỏng quá. Nào, nhìn lên. À, chà, 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 chà. Đó đây. Đó đây, nhìn lên. Thế mà nó chơi thắng mình chứ chơi. Chẳng thắng à. Chắc là lại mượn trộm điện thoại của tao chơi. Có khỉ ấy. À. Úi xồi. Em đi đây. Em. Đưa đây em ăn thử miếng của em à. Tao xin miếng nhé. Không. Làm miếng thôi. Không cho. À, nước chấm, nước chấm. Tắm một miếng. Đây một miếng ơi. Mày cho tao cái khấu đít đi. Ừ. Giòn này. Giòn cái gì à. Xin miếng nữa. Không. Được, tao tao chơi nhá, tao chơi để tao. Tao chơi. Giòn cái gì ui bằng mỏng quá. Ừ, cho gặm miếng. Không. Một miếng nữa thôi. Cho ăn cái đuôi. Đuôi được.
mời các bạn nhé. Hỏi lên. Có đu đầu em á. Mình chơi là chơi sòng phẳng. Thắng là mình được ăn. Đối lại nào. Đấy, tại mày động vào tao. À, mày đưa ra. Dê, ố dê, ố dê, ố dê, ố dê. Thì thấy các bạn nhá. Anh chơi xấu gì không ấy? Chơi xấu gì? Tao ngồi chơi với mày ngồi ăn. Thì thấy các bạn nhá, dừng điện thoại lại một tí đi. Xong còn chuyện gì à? Đâu rồi? Đưa tao đấy. Ra dọn thịt ngọt. Ý, chém nó thế nào đây? Này. Mình đút găng tay nhìn nhầm bên. Thêm cái găng tay nữa. Thịt nó ngon rồi đấy. Em thích ăn hạt mắc kén này. Ui trời trời. Ăn hạt mắc kén ngon quá anh ạ. Ui vừa chỉ tới ngon thế. Ui bằng đấy. Ôi là trời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi mọi người nhá. Ngon nhỉ? Giòn kinh điển. Lợn quay là ngon nhất từ trước đến giờ em được ăn đấy. Đây là lợn quay gọi là Tây Bắc, à cái gì nhỉ? À, Lạng Sơn. Lợn quay ở Ba Vì. Do tính tay Mao đại ca đem đi. Quay. Đấy thằng thì em quay ngon hơn. Hai mắt kia nó ngon lắm. Tuyệt vời không mà trời. Em cũng ngon nè, của em cũng ngon nè. Em xem thì nữa em xem. Ăn trên này lại mát. Chấm sữa. Sữa là một chấm. Cái giả của nó sữa đấy. Giả nó giòn. Sữa cà mát. Khó á. Hết rồi. Nhưng mà nó quá. Đấy quá. Giờ còn cả con này, bây giờ mày tính nào? Em. Cho mày. Mày khôn như rách ấy. Không được, bây giờ tao mày chơi tiếp. Thằng nào được trên 50% sẽ được xẻo mang về. Chưa không? Chưa không? Ok. Nào, chơi hết ở đây. Quá. Sơ. Con này ngay. Nào, tránh ra. Lại chọn nhầm. Nhầm. Thôi bây giờ tính kia đi. Ai 2% cao hơn thì người đấy được. Ừ. Rồi anh 26 nhá. Ừ. Ây. Mình.
chắc là nhiều thắng. Mình chơi game hơi bị kém tí. Em chơi bị chi đâu ấy. Nó chẳng sẵn ra nhá. Chẳng thế mà em có một anh thấy kênh của em chưa? À, gaming bao điện rồi. Mà đây là gaming nè. Xin nhỉ. Em có kênh nè. Thế đâu? 56%. Ô chê. Rồi, để nói ai để bác mời em. Đây, bác mời. Cứ phải đảm bảo thực tế. Này, chơi đi. Đến lượt tao. Bắt này mà không kiếm được cái đùi nữa thì thôi. Này. End game. Không bao giờ. Này, bác này độ nguyên trước này không? Ừ. Độ gì? Đúng nguyên cho này. Này. Ừ, được. Rồi nhớ nha. Rồi, ok. Nhớ đấy. Ok. Phát này được nguyên con ơi. Xin phép mọi người để phát này phải dừng lại để xem quay màn hình chưa đã không nó cãi. Nào. Trời. Đâu. Đây. Nguyên một con này nhé. Nguyên một con này. Đấy, phát này mà mau đệ thắng đi. Mau đệ cái gì đó mà mau đệ tất. Với ăn đi chướng. Cháu mẹ. Một đuổi này cho ăn hết rồi. Trò chơi này hồi hộp phát mọi người đấy. Nào, không chơi bẩn. Chơi bẩn tôi chơi lại đấy. Em được một con. Lên. Em thua em vẫn được một cái đuổi kia nhé. Anh thua là anh chẳng còn gì nữa. Không thể thua được. Đến bây giờ là đến nước gọi là... là không còn đường lui, à, thua là. Sang bờ bên kia. Ơ nhưng mà lúc nãy tao lại chọn có lại chọn một phần khó thấy lên biển này. Nào chơi biển cao như này. Là thế à? Thế bị siêu. À, mai em lấy cái này em dạy các bạn chơi ở kia em xem. Còn hai thì thường. Hồi hộp, hãy hồi. Tạm đi. À, thế nào mà anh vẫn chưa được. Tinh ơi, lấy cho em một cái tay đấy. Kiếm đốt đi tao hay sao ấy? Em mà thua, anh cho em một cái tay đấy. Gai, đi cho tao cái. Ai nữa? Kiếm đốt. À, kiện người ta. Hay mà, cô Lan Nhi. Cô Lan Nhi bị đẹp rồi. Ừ, không, tao... Ôi! À, vừa kéo luôn. Hốt trọn ổ hộ. 50%. Ô, dê. Ô, em... Hốt trọn ổ hộ. Em vẫn được anh mà. Đến lượt em à. Cái gì? Đến lượt gì? Bây tao giờ, thắng em, được không cần biết. Em với anh. Giải chơi độ to là phải khác nhá. Em với anh ai hơn phần trăm thì được chứ. Hả? Cho em xin một cái tay. Không. Bây giờ là thôi. Tao lấy tất còn đâu mày à. Khôn. Đấy đi nhá. Khôn. Người chơi giỏi hay được người khác à được các cụ phù hộ thì không? Bởi à, em tập cái game nhạc này á. Siêu anh mai em độ với anh hai con lợn luôn. Đây, giới thiệu mọi người nhá. Cho mọi người xem game nhạc Don't Bet rất là hay. Mình tải cái game này trẻ em chơi rất là vui. Và phát triển trí tuệ nhanh nhạy đấy. Đấy, có những phần này. Đây chơi đi, em chơi trong game thông minh. Trải nhân lớp. Đây vào đây có những cái nhận kim cương miễn phí này rồi. Vào nhận kim cương miễn phí này mình đấy. Mình xem quảng cáo thì sẽ được nhận kim cương miễn phí đấy, đợi nhá. Chiều sẽ định nhỉ. À xe bình ấy. Biết thư ở cầm chổi quét sạch. Ai thảo cáo là chuột chạy hết. Thám nhiều ra chuột chạy hết rồi. Phim. Đấy. Xem hết quảng cáo.
À, bắt đầu. Kim cương bay lên. Đấy, thấy chưa? Kim cương bay lên này, đấy. Trong mua miễn phí đi. Mua miễn phí, kim miễn phí đấy là kim cương. Giả dụ mày thích con Fed Rebirth này này, tao mua được rồi này. Con Yahoo này miễn phí này. Con Not Black in 200 này. Mới thì mày phải kiếm kim cương á, mình được 468 kim cương. Thế mua người nhện đi. Ừ, đâu, người nhện đâu? Đứa đấy. Ờ 200 mua luôn. Trang bị. Đấy, ok. Xa. Đấy. Còn hiệu ứng âm thanh các kiểu. Đấy. Nhưng mà anh phải chơi. Mình để link ở dưới mô tả cho mọi người thì chơi nhé. Ừ, bây giờ mình phải đi chiến lợi phẩm. Cho em xin người ta. Game đôi bên rất tệ. Đây khổ lắm. Thế là mình vẫn được phần. Mình được một cái đùi, một cái tai. Đây. Wow. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhé. Hôm nay không phải là lợn sữa sữa nữa mà anh em mình có quán sữa rồi nên là không luộc sữa bằng lợn. Không luộc lợn bằng sữa nữa. Hôm nào, ê, chào hôm mọi nào người anh nhá. Em đến quán sữa của anh em mình chơi nha. Đùi của mày đâu, cầm đấy, còn tao tất. Đấy, kẹo còn đủ nha.